Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá bí ẩn về bộ tộc Kogi, một bộ tộc đã sống hàng nghìn năm trong rừng sâu và những bí mật giúp họ có tuổi thọ trung bình lên đến 100 tuổi. Liệu họ có thuốc trường sinh bất tử hay một loại bùa phép nào đó để sống lâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lối sống, niềm tin và những bí mật giúp họ có tuổi thọ trung bình lên đến 100 tuổi. Chào mừng các bạn đến với kênh phim tài liệu gió Documentary. Người Kogi hay Kogui hoặc Ba có nghĩa báo đen trong tiếng Kogi, là một nhóm dân tộc bản địa sinh sống Sierra Nevada de Santa Marta ở Colombia. Với sự khác biệt trong nhận thức suốt hàng nghìn năm qua, bộ tộc Kogi có tuổi thọ trung bình lên đến 100 tuổi. Họ sống khỏe mạnh, gần như không bệnh tật gì trong suốt cuộc đời. Có lẽ nào họ có bí thuật trường sinh hay bùa chú gì để sống lâu? Cuộc sống của người Kogi xoay quanh Aluna, hay còn gọi là mẹ vĩ đại. Đối với họ, trái đất giống như một bà mẹ, tất cả con người đều là con cái của mẹ trái đất họ cũng tôn vinh ngọn núi Thánh Gennawinzu hay Pico Cristobal Colón. Họ tin rằng ngọn núi này là trái tim của thế giới và họ là những người anh cả chăm sóc cho nó. Người cô ghi có vóc dáng khá nhỏ nhắn, nước da năm, mái tóc xoăn tự nhiên và để dài cả nam lẫn nữ. Trang phục của tất cả mọi người đều giống nhau, đó là những bộ quần áo tự dệt từ sợi thô màu trắng, ống tay rộng. Họ cho rằng màu trắng tượng trưng cho mẹ vĩ đại và sự tinh khiết của thiên nhiên. Thường ngày họ luôn đeo bên mình những chiếc túi, Đặc biệt là chỉ phụ nữ mới được phép dệt những chiếc túi này. Vậy lý do nào khiến họ sống lâu đến như vậy? Và đây là sự thật khiến bạn phải sốc trước những gì bộ tộc Kogi đã làm trong cuộc sống của họ. Người Kogi sống hài hòa với thiên nhiên, họ ăn chay, không ăn thịt cá hay các loài động vật côn trùng. Thức ăn của họ là các loại cây, lá, rau, củ, quả. Bộ tộc Kogi không tích trữ lương thực, cho rằng việc này khiến con người trở nên ích kỷ và tham lam họ sống thuận theo thiên nhiên và tin rằng bệnh tật chỉ là hậu quả của những gì trái với tự nhiên khi thiên nhiên bị phá hoại con người sẽ chịu ảnh hưởng và bệnh tật sẽ xuất hiện có thể nói phụ nữ cô ghi toát lên vẻ đẹp tự nhiên và hoang dã phản ánh sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên họ có vóc dáng nhỏ nhắn nước da ngăm khỏe mạnh thể hiện sự tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng và không khí trong lành của dãy núi sierra nevada điều này mang lại cho họ một nét đẹp tự nhiên và thuần khiết lối sống hòa hợp với thiên nhiên của người cô ghi là bài học quý giá cho chúng ta Hãy trân trọng và bảo vệ môi trường, sống hài hòa với thiên nhiên để có cuộc sống khỏe mạnh và bền vững. Nhà ở của người Kogi là những túp lều nhỏ hình tròn, làm bằng thân cây gỗ xếp quanh, mái lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi làng thường có một hoặc nhiều ngôi nhà lớn được sử dụng làm khu vực hội họp và nghi lễ. Nhìn chung những ngôi nhà của họ có hình tròn với mái kerucup nhằm giúp thoát nước mưa và giảm thiệt hại do gió mạnh gây ra. Có thể thấy mối liên kết chặt chẽ của bộ tộc Kogi với thiên nhiên. Đó là tất cả những gì mà phim tài liệu của gió documentary chia sẻ đến bạn về bí quyết có tuổi thọ trung bình lên đến 100 tuổi của bộ tộc Kogi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.